Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh tin tức 8790. Thưa quý vị, vậy là Vương Nhất Bác sắp hoàn thành bộ phim điện ảnh Nhiệt Liệt. Gần đây anh ấy đang gấp rút hoàn thành nốt những cảnh quay cuối. Mới đây anh ấy đã có cảnh quay tại khu chợ. Rất đông người hâm mộ đã tới đó để được nhìn thấy anh ấy một chút. Vương Nhất Bác và đoàn của anh ấy làm việc rất nhanh chóng. Vì cậu ấy và đoàn ghi hình ở khu chợ cộng đồng nên có rất nhiều người đến xem. Mọi người đều muốn nhìn thấy anh ấy. Vương Nhất Bác rất nhanh chóng di chuyển để hoàn thành công việc của mình. Việc quay phim của anh ấy đã diễn ra thuận lợi và Vương Nhất Bác kết thúc lúc 23 giờ 5 phút và trở về khách sạn. Hôm nay anh ấy sẽ quay ở địa điểm mới, phân cảnh kết thúc của bộ phim. Nếu mọi việc ổn thỏa, thì hành trình của anh ấy với đoàn phim Nhiệt Liệt sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Để vào vai Trần Thước trong Nhiệt Liệt, Vương Nhất Bác đã giảm cân. Trông anh ấy có vẻ nhỏ nhắn hơn trước đây, phần cơ ngực và cơ bắp tay cũng ngày càng rõ ràng hơn. Nhiệt Liệt và một số bộ phim điện ảnh khác của anh ấy đều thường xuyên được kênh phim truyện CCTV6 nhắc đến với tư cách là những bộ phim điện ảnh đáng được mong chờ trong năm nay. Không biết bộ phim có kịp phát hành trong năm nay hay không. Nhưng dù sao người hâm mộ cũng không vội, mọi tác phẩm của anh ấy đều sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Mới đây một số nguồn tin cho biết, gala Tết Trung Thu của đài truyền hình Vệ tinh Hồ Nam cũng đã có tên Vương Nhất Bác trong danh sách khách mời. Ngoài anh ấy thì Hồ Nam còn mời Lý Vấn Hàn, Trình Tiêu, Tạ Na, Thái Tử Khôn, Lưu Vũ, Trương Kiệt và một số nghệ sĩ khác. Đêm Trung Thu được tổ chức vào rằm tháng 8 hàng năm là ngày lễ ý nghĩa trong đời sống văn hóa của Trung Quốc. Vào dịp này, các đài truyền hình thường tổ chức đêm hội với những tiết mục ca múa nhạc vô cùng đặc sắc. Lần này không biết Vương Nhất Bác có nhận lời tham gia sự kiện này hay không. Có vẻ như anh ấy vẫn đang rất bận rộn với lịch trình của mình. Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ các cơ quan truyền thông uy tín. Anh ấy không chỉ thường xuyên làm khách của CCTV mà còn là nghệ sĩ đại diện cho nhiều tổ chức có uy tín. Một số tổ chức như Cứu hộ động vật, Tổ chức cứu hỏa ở Lạc Dương, Hiệp hội Chuột ván, Gala phim Thanh niên và nhiều đơn vị uy tín khác. Với khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến công chúng, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ mà nhiều tổ chức, nhãn hàng muốn kết nối. Mới đây thêm một thương hiệu mà Vương Nhất Bác chứng thực đã gia hạn hợp đồng. Họ cũng thăng cấp vị trí của anh ấy. Sắp tới, vào ngày 2 tháng 8, thương hiệu mặt nạ cũng sẽ đến để thông báo Vương Nhất Bác là người phát ngôn của họ. Ngoài ra, một thương hiệu khác đang chuẩn bị tổ chức hoạt động ngoại tuyến vô cùng bùng nổ. Tháng 8 này, thương hiệu kính mắt sẽ cho đặt bảng quảng cáo của người đại diện Vương Nhất Bác ở hơn 200 tỉnh thành và 800 rạp chiếu phim. Quy mô của dự án quả là vô cùng hoành tráng. Không phải ngẫu nhiên những thương hiệu được Vương Nhất Bác xác nhận lại tổ chức những hoạt động ngoại tuyến có tầm cỡ như vậy. Bởi vì thương hiệu hiểu được mức độ tương tác phổ biến của công chúng đối với anh ấy. Nó khẳng định giá trị mà anh ấy sẽ mang lại. Ngoài ra tháng 8 cũng là tháng sinh nhật của Vương Nhất Bác. Vì vậy nhiều thương hiệu sẽ tưng bừng tổ chức các hoạt động ngoại tuyến để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của anh ấy. Sau tất cả những nỗ lực từ thời thiếu niên, ngày nay anh ấy đã gặt hái được thành công mà anh ấy xứng đáng có được. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của bạn. Hẹn gặp lại trong các video sau.